Dạ Tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Mình chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Mình thưa quý vị khán giả, hiện tại Tình đang đứng trên tuyến đường Trương Thị Như, kênh 6 thuộc xã Tân Thế Nhì, huyện Hóc Môn. Như quý vị khán giả đã nhìn thấy, phía xa có những cái phương tiện lưu thông trên đường, đó chính là tuyến đường quốc lộ. Thì trên tuyến đường quốc lộ, khi quý vị khán giả rẽ phía bên tay trái là đường Trương Thị Như, chạy vào cỡ khoảng 200m thì nhìn phía bên tay trái tiếp tục, quý vị khán giả có nhìn thấy được một cái căn chòi của một cụ ông năm nay đã 70 tuổi. Theo thông tin Tình tìm hiểu thì được biết ông ở chỉ có một mình, và tính tình của ông rất là kỳ lạ so với các cô chú bác anh chị ở cùng độ tuổi của ông. Đặc biệt là cái chỗ hàng rào nhà của ông, thì hôm nay Tình có ghé thăm ông để có thể hỗ trợ cho ông. Bởi vì Tình biết ông qua kênh YouTube của Hoàng Minh Vlog, là số nội của bác Ba Chầu. Ông chỉ sống có một mình thôi. Thì trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả chính là cụ ông. Dạ con chào ông. Chào con. Dạ. Hôm nay ông có đi làm không ông? Có, con mới về. Dạ. Thường ngày thì ông làm công việc gì ông ha? Ông làm nhiều công việc khác nhau. Dạ. Cụ thể là cái công việc gì ông làm hàng ngày? Thì đi xem đất cát rồi mua bán lặt vặt đó. Dạ. Đồ. Có khi là máy cũ máy mới như tụi con đang xài vậy. Dạ. Ông mua bán điện thoại luôn hả ông? Từ từ. Ông mua bán điện thoại luôn hả ông? Thì có, thì ông mua lại rồi ông đem đưa cho mấy cái tiệm đó. Dạ. Thông thường thì ông đi bộ hay là đi bằng phương tiện xe đạp ông? Đi xe đạp. Dạ, tại con nhìn phía xa xa thấy có chiếc xe đạp. Dạ, hôm trước thì con có một người em á, có đến đây thăm ông á. Có ghé cho gạo ông đó, trong cái mùa dịch đó. Mà con thấy ông thì sống có một mình, thì con rất là thương ông nên hôm nay con đến đây. Con có thể hỗ trợ cho ông một phần nào đó trong cuộc sống. Con tên Tình, tụi con là người tốt, ông cứ yên tâm ha. Rồi. Dạ. Ông có thể cho tụi con vào được không? Được. À, đây là cái cổng rào của ông ấy hả? Rồi. Dạ, rất là kỳ lạ nha. Thực ra cái cổng rào rất là tỉ mỉ, ông gác những cái cây rất là nhỏ. Không biết cái ý định của ông như thế nào. Tuy nhiên nếu mà cái hàng rào như thế này thì ai cũng có thể vào được. Nhưng mà lúc nãy thì thấy cái hàng rào giống như là có một cái mật khẩu hay là một cái hiện tượng gì đó. Mình cũng tôn trọng quyết định của ông là được ông mở cửa rào thì mình mới vào. Giờ ông tìm xe đó. Dạ. Ở phía đây thì ông có treo những cái ly nhựa. Tình nghĩ là ông đi nhặt ve chai hàng ngày. Bởi vì ở đây thì cũng có những cái lon bia và những cái túi nhựa. À đây, mái che của ông thì được bao bọc bởi một tấm bạc ni lông màu đen. Quần áo của ông thì... Con ngồi ở đây quay phần của vô. Dạ. Ông không có cho phép mình vô trong, ông chỉ nói là mình được ngồi ở đây quay thôi. Ở đây thì treo rất là nhiều quần áo, đồ đạc lỉnh khỉnh. Dạ. Dạ. Ông cho mình tới đây hả cả nhà? Ở đây chắc ông nhặt ve chai nên vì vậy có rất là nhiều lon và chai nhựa. Ông thì nấu ăn bằng một cái bếp, cụ thể là bằng cái bếp lò cũ, nấu bằng củi. Ở đây thì chắc muỗi nhiều nên vì vậy ông phải đốt nhang muỗi. Còn phía bên kia là chiếc xe đạp để ông đạp hàng ngày, đi nhặt ve chai và thu mua các điện thoại cũ. Ở đây thì có một điều rất đặc biệt, đó là không có đường nước, đồng nghĩa với việc là ông không có nguồn nước ngọt, cũng như là không có điện. Thì không biết buổi tối thì ông đốt sáng bằng những cái vật phẩm gì. Để có cái quạt này anh Tư. Cái quạt này anh nghĩ là cái quạt của người ta bỏ thành phế liệu nên ông mua đó. Ở bên trong mình thấy căn nhà nó đi sâu vào bên trong luôn á, mà có một cái tấm màn cắt ngang. Nhưng mà ông chỉ cho phép mình tới đây thôi. Mình cũng tôn trọng quyết định của ông cả nhà. Ở phía xung quanh thì toàn là rừng.
Ở đây thì được gọi là rừng tràm. Còn cái cây cột mà để ông dựng cái liều lên đó thì bằng cái cây chưa có chặt ngọn luôn. Cái cây cụ thể là cái cây còn sống từ gốc luôn đó quý vị. Tìm hiểu coi như thế nào có thể giúp đỡ ông được một cái phần nào không? Ở đây thì Tình có nhìn thấy một bức ảnh của mẹ Quan Âm được ông gói lại bằng một cái túi ni lông. Và trên bức ảnh của mẹ Quan Âm thì đã bị gãy vào mục ra rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì ông cũng rất là tôn trọng nên vì vậy ông đã gói lại bằng một cái túi ni lông. Ở phía trên đây thì có một cái chiếc đồng hồ. Hiện tại đang là 4 giờ kém 5 phút. Ở phía bên này thì cũng tiếp tục có thêm một tấm hình mẹ Quan Âm. Nhưng mà có thể là do năm tháng nên đã bay màu. Thì vẫn được ông bao bọc lại bằng một cái túi. Ở khung cảnh xung quanh nó thì là cánh rừng nên vì vậy việc cây cối mọc lên tùm, đó là điều không thể tránh khỏi. Không biết cái hộp này còn tác dụng gì hay không, nhưng mà mình thấy ông có đậy nắp lại và treo lên như thế này. Những lúc mà trời mưa thì Tình nghĩ gió sẽ tạt vào và đẩy mưa vào trong. Chắc có thể là căn chòi này trời mưa là nước ngập đỉnh bỉnh. Ở xung quanh đây thì rừng rất là nhiều, vì vậy cái việc rắn rết hay bò cạp bò vào trong nhà thì cũng không có thể nào tránh khỏi. Dạ. À, ông nói là mưa ướt hết trơn. Dạ. Ông ơi, ông vô đây ngồi cho con gửi ông ít tiền. Dạ. Ông coi xe cho con hả ông? Dạ, con khóa cổ rồi, không có sao đâu ông. Dạ, con khóa cổ rồi. Trời, ông dễ thương quá quý vị ơi. Ông ra coi xe giùm cho Tình luôn. Ông vô trong ngồi đi, rồi con gửi cho ông ít tiền nha. Rồi, thương ông quá chừng luôn, xe con khóa cổ rồi. Dạ, con chào ông. Dạ, ông có thể cho con được biết tên cụ thể của ông ha? À, ông thì tên là Nguyễn Văn Tươi. Dạ. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi ông ha? À, ông 60 mấy, gần 70 rồi. Dạ. Ông có con cái gì không ông? Không rồi. Dạ, con thấy ở đây có hai cái bức ảnh của mẹ Quan Âm là của người ta bỏ, ông mang về hay sao ông? Ông về, ông quý mến ông thờ. Dạ. Đây. Dạ. Có một bức tượng của một ông thần tài nữa. Cũng do người ta bỏ luôn ha ông? Rồi ông ở đây ông nấu ăn hay là mình đi ăn tiệm ông? Có khi ông ăn tiệm, có khi ông nấu. Dạ. Dạ. Ông sống cái cuộc sống rừng hoang như thế này lâu chưa ông ha? Lâu lắm rồi, gần 50 năm. 50 năm? 40 mấy năm. Dạ. Ông ở đây rồi mình sinh hoạt, mình tắm rửa như thế nào vậy ông? À, ông dùng nước mưa. Ông dùng nước mưa. Có khi thì nước máy đổ. Dạ. Hồi xưa đó thì là xài nước mưa, cũng xài nước máy. Dạ. Nước máy thì để uống, nước mưa thì để mình tắm giặt. Dạ. Có khi cũng dạ uống, tại vì cái đó coi chừng mệt tụi con. Dạ. Dạ. Mấy lúc mà không có mưa thì nước đâu để mình sử dụng ông? À, ông xài cái cũng nước máy, có khi thì bây giờ thì nước đá nó nhiều đủ thứ hết. Dạ. Ăn thua cái cách mình xài. Nhưng mà nước nào nó cũng bị nhiễm phèn. Dạ. Thì cái cách lọc phèn thì mình có cái kiểu lọc phèn từ hồi xưa tới bây giờ. Nếu mà mình lọc phèn thì mình sử dụng cái phương pháp nào thưa ông? À, thì con cứ mua nước đóng chai, đóng bình đó. Dạ. Rồi về thì phải nấu lại, còn nước xài uống thì mình uống có chừng có mực thôi. Dạ. Con thấy ở trong nhà ông thì có rất là nhiều vỏ chai và vỏ lon thì mấy cái đó là nó quăng ở ngoài hoặc là tụi nó có cho này kia thì ông cũng thấy, tại vì nó quá hạn. Dạ. Để đó. Sao ông không đi bán vỏ chai đi ông? Thôi để đây từ từ, có mấy để thì có khi người ta vô người ta mua, có khi thì
để dành ông xài, ông làm những cái công chuyện thủ công khác. Dạ. Hàng ngày thì ông đạp trên các tuyến đường nào để mình thực hiện cái công việc của mình là thu mua các điện thoại cũng như là các vật phế phẩm thưa ông? À, ông đi vòng xuống dưới Hóc Môn, có khi qua bên khu công nghiệp Tân Bình. Wow, từ đây qua khu công nghiệp Tân Bình xa lắm á. Ờ, vậy mà ông đi hàng ngày vẫn đi bằng xe đạp. Dạ. Chiếc xe đạp quyền thoại không hả? Nếu mà đi xuống tới khu công nghiệp Tân Bình mà đi về là hàng ngày phải đạp trên 40 cây số á. Sao? Gần 50 cây chứ. Ông khỏe dữ hen. Dạ ông ơi, con nhìn thấy ông có một cái điều gì đó con thấy nó chiêu chiêu, nó kỳ lạ. Có phải ông là ngày xưa mình đi trong cái chiến tranh gia không ông? Đúng, ông là thanh niên xung phong. Nhưng mà thanh niên xung phong nhưng mà nó đa dạng lắm. Dạ. Nó ông thuộc về cái diện nghĩa vụ quân sự. Dạ. Rồi đi qua bên thanh niên xung phong. Dạ. Cho nên là từ sau năm 1975 là ông đã về đây rồi. Dạ. 75-76 là ông đã có mặt ở đây rồi. Dạ. Còn cái trường bên đó đó là nó mới năm 80 mấy, gần 90 nó mới bên đó, nó qua tùm lum chuyện hết á ở đây. Cho nên là ở trong cái khu vực bên nhà nó khác với cái khu ở bên cây nguyện bến. Ngày xưa ông có gia đình không? Thì có chứ. Dạ. Rồi bà xã ông đâu rồi? Không có gần nhau nữa. Dạ. Ông đẹp trai quá trời, chắc ngày xưa những cô gái theo ông nhiều lắm đúng không? Không có đâu. Dạ, con thấy ông tuy rằng 70 tuổi nhưng mà ông còn rất là đẹp trai. Tướng thì nhìn cũng rất là khỏe. Rất là khỏe luôn. Ông tính ra cao cũng sấp xỉ với Duy á. Dạ. Tướng ông rất là khỏe và chắc luôn. Con chắc chắn ngày xưa lúc ông làm thanh niên xung phong thì có rất là nhiều cô gái theo ông luôn. Cái đó nó thuộc về cả hai thế hệ rồi. Một thế hệ là 20 năm. Dạ. Hai thế hệ là 40 năm rồi. Dạ. Rồi ông với bà xã ông là có con không ông? No. Dạ. Thương ông quá cả nhà. Thông thường thì buổi tối ở đây mình thắp sáng bằng cái gì thưa ông? À, ông thắp bằng đèn. Dạ. Đèn dầu mình ha không? Không, thắp bằng đèn pin. Đèn pin. Dạ. Nhưng mà con thấy ở đây không có điện, sao ông thắp sáng được? Ông sạc. Dạ. Nhờ người ta sạc dùm. Dạ. Ở xung quanh đây thì chỉ toàn là rừng. Ông thì ở có một mình. Tối buồn không ông? Buồn chứ con. Bởi vì ông đi ra mấy quán cà phê ông cũng hoài. Dạ thưa ông sống ở trong rừng có một mình như thế này thì ông có sợ rắn và heo rừng đồ không ông? Không. Nó là có vật, nó cũng hiền lành, đừng có chọc nó. Thì con người vậy. Con người hiền mà chọc riết thì người ta phải nóng giận, mà nóng giận mà vô ý hay là cái này cái kia thì lại mang tội nữa. Tội với lại bên phía quyền môn, tức là linh thiêng. Rồi một cái nữa là tội với pháp luật đối với nhà nước. Bất công lắm. Cho nên là không có được hỉ nộ sân si ái ố gì. Dạ ông ơi, tối ông ngủ ở đây có một mình, ông có sợ ma không? Không, ông ở đã lâu năm rồi, ông không có cái gì mà mình đâu có phải tội lỗi gì mà mình sợ. Cái người mà làm tội ác á, con thấy là sợ lắm. Còn đối với cái người mà không có làm cái tội ác gì hay này kia, tỉnh bơ bình thường. Hồi trước thì là đường sợ nhỏ, rồi tụi nó không đi chơi, bây giờ thì đông. Dạ. Lúc nãy ông có chia sẻ với con là hỉ nộ ái ố. Mà ông, cái độ tuổi của ông thì khá là lớn, nhưng mà con thấy ông nói chuyện về Phật Pháp và quyền môn thì con cảm nghĩ là ông rất là am hiểu. Thực ra là ngày xưa ông có theo học môn đạo nào không ông? Không, ông chỉ tham khảo sách vở, rồi đời sống thực tế. Dạ. Chứ còn cái đó là tượng là của những nghệ nhân người ta đặt, nhưng mà đặt đúng chỗ hay làm đúng kỳ. Dạ. Ở những nơi đã cố định. Dạ. Khác. Thì cái đó tụi con là cũng yêu, tụi con hiểu. Dạ.
Còn đói không thì chỉ học cái sách vở. Thứ nhất là chắc mình có lẽ có căng. Dạ. Tu. Cái thứ hai là đối với mà về quyền môn pháp học, Phật học đó, là cái đó tham khảo qua sách vở và đời sống thực tế và các cách cư xử của mình. Rất là tuyệt vời. Ông rất là tuyệt vời luôn. Vậy thì ở đời những người mà họ làm chuyện xấu thì họ sẽ sợ sợ ma rồi xấu, sợ này sợ kia khi không? Nào mà giết người rồi hay là cái này cái kia đó. Dạ. Tức là cái tội ác mà giết người mà mấy cái đó là coi như là họ bị ám ảnh suốt đời. Dạ. Cho nên là trên giấc ngủ hầm này kia là họ thấy họ làm chuyện ác đức không à. Còn đối với ông, chừng nào ông mệt, ông ngủ tỉnh bơ, không có cái gì hết. Yeah. Không, mà cái đó sự thật á, yeah. Tại vì cái hồi chiến tranh thì còn ghê nữa kìa. Thời chiến tranh sau ông? Tức là con gái miên rồi này kia đó. Ông tỉnh bơ, ông sao đó. Dạ. Yeah. Nó không có làm gì ông. Là thời chiến tranh ông đã nhìn thấy luôn. Nhìn thấy luôn hả ông? Ờ. Cái đó là sự thật đó. Yeah. Ông ngủ tỉnh bơ, nó đi, nó mặc giống như kiểu dân tộc kìa. Yeah. Nó vấn vái cái vái, không phải cái vái mà là cái kiểu như kiểu người dân tộc mà vấn khố đó. Yeah. Đó rồi háo hát này kia đòi nó không có làm gì hết đâu. Mà nó đúng là nó bị coi như là bị, nó bị coi như mà trên của nó thế nào đó. Ông không biết chuyện đó, mà ông thấy là qua chiến tranh thực tế là như vậy. Cho nên là mình thấy cái xã hội là cái vốn sống mà để mình đừng có bao giờ mình gây tội ác với người ta. Không hiểu thì có người khác người ta chỉ từ từ hiểu. Chứ còn cái tuổi mà mới lớn hay này kia, ông thấy cái gì cũng ham muốn, cũng ham thích địa vị hay là này kia hết á. Cũng như quà tụi con cho, ông có ăn, ông có mình, ông hết, ông đem ông chuyển cho người khác. Rồi thí dụ mình đổi nhang, coi như trao đổi hàng hóa này kia vậy đó. Yeah. Yeah. Ngày xưa lúc mà thời chiến tranh đó, thì lúc mà ông thấy ma thì lúc đó ông có sợ không? Không, từ hồi lúc nhỏ ông cũng chẳng sợ. Hồi bé xíu mà ông đi ngoài kia, ông ngoài cầu lớn cũng chẳng bao giờ hết á. Chỉ có mình vô ý, thí dụ như rắn hay là con cũng vậy, đang ngủ giật mình cái lại thôi. Yeah. Đó. Cho nên là cái gì cũng chậm rãi, từ từ. Người tốt, người xấu thì đó do tánh tình ta thể hiện. Mấy cái vào cái thời mà chiến tranh đó là mấy chục năm về trước, thì người ta gọi là bộ đội của Pol Pot đó. À. Ôi, ông biết cái thời Pol Pot luôn hả ông? Trời đất ơi, thì ông đi ra ở đó mà sao không biết. Dạ. Rồi cái thời Pol Pot sao ông có thể kể cho con cùng quý vị khán giả được nghe không? Cũng chẳng có sao hết đó, có người thì bị cắt dùn này kia thôi, còn ông cũng mơ. Dạ. Cái đó là do cái sự mà đạo đức của mình. Dạ. Chứ thôi là coi như là chỉ mệt ha, đi nắng gì về bị bệnh bị cả này kia cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chuyện. Dạ, hôm nay tụi con đi ngang đường á, ghé thăm ông á, thì tụi con cũng có chút quà nhỏ gửi cho ông để ông có thể trang trải kinh phí cho mình hàng ngày trong cái việc ăn uống. Tụi con còn phải đổ năng này kia nữa. Dạ, con có tiền. Đây là tiền của Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi vào kênh YouTube của con. Vậy thì được. Thì con gửi lại nhưng cho ông. Thôi vậy nè, rồi con đưa ông. Bây giờ cái này á, cái này con đi đổi một bình nước được không? Cái chỗ cái đây con chạy ra tiệm tạp quá nè. Dạ. Đó. Mà nếu thôi bận tụi con còn phải đi công việc khác nữa. Dạ. Thì con mua ông một bó nhang, một hộp nhang mũi với lại một gói thuốc Sài Gòn vàng. Dạ. Dạ ông cất tiền đó đi, lát tụi con đi mua, tụi con lấy tiền con mua được rồi. Ông cất tiền đi. Chứ chở mà chở nước đi mà đi đổi nước nữa sợ tụi con mắc chở đồ đi này kia ấy. Dạ, lát tụi con mua cho. Rồi, ông yên tâm ha. Cái này cất. Không phải là ông nói rằng để người ta khỏi người ta nghĩ tầm bậy. Dạ. là coi như là mình có tiền không? Dạ. Ví dụ vậy, rồi đổi đi mua cái máy, cái máy này. Dạ. Hình thôi giấy lên. Dạ. Mấy đứa nhỏ là nó không. Thôi con mua một gói thuốc với lại một hộp nhang. Dạ. Nhang mũi đó. Dạ. Với gói thuốc Sài Gòn vàng chừng
10 ngàn. Dạ, tụi con có tiền đây rồi. Ông cất tiền này đi để tụi con lấy tiền tụi con mua. Cái tiền này là để ông uống cà phê hàng ngày ha. Đúng. Dạ, cô Quý Mạnh Thường Quân biếu cho ông uống cà phê. Nó nhẹ lắm ông ơi. Dạ. Dạ, rồi, ông vào trong đi nha. Còn rồi, tiền thì ông để dành uống cà phê nha ông nha. Rồi, rồi tụi con chào ông nha. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Rồi ông vào trong đi. Rồi. À, chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cũng như hút thì ông phải để trong cái lò hay cái gì chỗ nó tùy. Dạ. Rồi bye bye ông nha. Ông vô trong đi. Dạ dạ.